thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho thấy, trong 7 ngày ra quân, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 10, cơ quan này đã kiểm tra khoảng 4.000 phương tiện, phát hiện 192 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, một trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài kiểm soát nồng độ cồn, từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát các loại xe khách, xe tải lưu thông trên quốc lộ 20. Ghi nhận của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh liên tục trong các ngày từ ngày 5 tháng 10 đến nay, trạm cảnh sát giao thông Madagui đóng chân trên quốc lộ 20 đoạn cửa ngõ Lâm Đồng tiếp giáp với Đồng Nai liên tục ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý tất cả các phương tiện vi phạm khi lưu thông trên quốc lộ này. Trong khi đó, tại địa bàn trọng điểm ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, khoảng 30 cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện lưu thông hai chiều qua khu vực.